Xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm video để test một cái máy PS4 Slim Hack. Đấy. Cái máy này thì của một bạn khách ở Hải Dương. Bạn ấy đổi lên. Thực ra không phải bạn đổi, ngày xưa bạn có dùng một con hack rồi, là con như này này. Đấy, nhưng mà cái firmware 7 7.7 ấy, 7.xx ấy. Đây, bạn ấy muốn up lên 9.0 nhưng mà không biết up, nhỡ cắm mạng mà thế là nó up thẳng lên 11.02 luôn, thế là mất hack. Đấy, cho nên là bạn ấy mới đổi cho mình để lấy một cái con hack khác. Thì cái bộ của bạn ấy đây, trước là cái có cái con màu xanh này nhá. Đấy, bây giờ bạn sẽ đổi lên cái con này, đổi lên con hack này của mình. Đấy, thì với cả bạn ấy nâng cấp lên cái ổ cứng 2T cho con này luôn. Đấy, có một cứng 2T. Thì như những cái video trước mình có nói ấy, thì là máy hack thì không được kết nối mạng. Đấy. Không nên hoặc không được. Tốt nhất là không kết nối. Đấy, kết nối mạng thì nó dễ bị áp lên cái firmware mới thì nó sẽ mất hack, đến lúc đấy lại phải mua game bản quyền như cái bạn khách này. Đấy. Bây giờ cái con xanh này bắt buộc phải mua game bản quyền để chơi, không còn hack được nữa, lãng phí quá. Ok. Đấy thì tay chân là của bạn ấy, bạn chỉ đổi máy thôi, tay bạn vẫn đang giữ ở nhà. Đấy, chỉ đổi máy, gửi máy lên đây cho mình hack và cài game trong cái ổ cứng 2T. Đấy, cái phần kết nối thì không phải nói nhiều nữa, cái này bạn đã sử dụng rồi. Video trước mình cũng nói rất nhiều rồi, mình sẽ bỏ qua cái phần giới thiệu về kết nối, jack kết nối, bật máy như thế nào. Đấy, thì bây giờ vào bật máy lên và hướng dẫn hack luôn. Đây, bạn về bạn kết nối lại tay nhá. Vì máy này là máy khác, thân máy nó khác. Tay của bạn ở nhà ngày xưa đã kết nối với cái máy xanh ấy. Bây giờ phải pair nó sang cái máy đen này. Rồi, ok, thì nói chung thì cái về cái việc sử dụng giao diện các thứ thì bạn đã quen rồi, mình sẽ không bỏ qua cái vấn đề cho nó nhanh. Nha, bây giờ thì sâu cái thông tin của máy này, một là cái ổ cứng, hai nữa là cái firmware của máy, được chưa? Đây, thì bạn còn cài đặt này. Ổ cứng thì nâng cấp lên cái ổ 2T rồi. Đấy, nâng cấp lên 2T nhá. Đấy, máy chỉ nhận là 1.77T và đã sử dụng 1.68T chưa? Đấy, chống một ít thôi nhưng mà mình chơi game game nó xếp lại. Ok, đấy là cái phần ổ cứng nhá. Tiếp theo là cái phần firmware của nó, đi đây vào hệ thống này, thông tin hệ thống này đó. Thì đây là cái firmware 9.00, thì máy của bạn trước thì chắc là 6.72 hay là 7.05 gì đó, thì nhớ up lên, đáng nhẽ up lên 9.00 ấy thì phải có một cái USB, mình phải đào cái firmware đúng firmware 9.00 về. Đấy, copy vào cái USB, sau đó sẽ up từ USB chứ không phải kết nối mạng mà up đâu. Đấy, kết nối mạng mà up thì nó chỉ là nó sẽ đào về cái bản mới nhất, firmware mới nhất hiện tại bây giờ thôi, đó là 11.02 nhá. Đấy, các bạn lưu ý firmware 9.00 là ổn định nhất bây giờ rồi. Đấy, kèm thêm cho bạn cái USB để kích hack này. Đấy, firmware này bắt buộc phải có USB kích hack nhá. Đây, kèm luôn cho bạn luôn. Đấy. Rồi, ok. Thế là xong cái phần thông tin của máy nhá. Đấy, thì còn game thì cài cài theo cái list game của bạn gửi đây. Đấy. Rất nhiều, 2T thì thoải mái. Mình sẽ lướt nhanh qua cái danh mục game nhá.
Đó, cái danh sách game đấy, 2T là khá là nhiều. Về cái phần pet ấy thì như trao đổi với bạn là nó chỉ cài được một bản thôi chứ không cài được hai bản chung lên chung một máy đâu, tại vì là cái bản pet này nó sử dụng chung một cái bay ấy. Cho nên là không thể cài hai cái bay trùng nhau ở trên cái máy được, nó không cho cài. Đấy, cho nên là mình đã cài cái bản mới nhất này. Đấy, mới nhất phần chuyển nhượng mùa hè mới nhất nhá, 2024 nhá. Đấy. Còn chuyển nhượng mùa đông thì chưa có đâu, mới hack chuyển nhượng mùa đông thì chưa có đâu. Ok chưa? Rồi, ok, thì đấy là lead game, còn bây giờ đến cái mục bật hack. Đấy, bật hack thì nó hơi khác với cả cái máy trước bạn sử dụng, tại vì là cái máy này là cần USB để kích hack, được chưa? Đấy. Thì bật hack thì vẫn vào cái giao diện này thôi, giao diện web thôi. Đấy, nhưng khác ở trước là nó tự nó kích hack được. Nhưng mà bây giờ thì phải cần USB. Đấy, nó lên cái thông báo như này thì cứ bỏ qua nhá, cái này nó không vấn đề gì đâu. Cái máy hack nào nó cũng bị như này. Thỉnh thoảng nó sẽ hiện lên cái thông báo này thì cứ bấm O để bỏ qua thôi. Đấy. Đến cái bước này, đến cái màn hình này. Nó yêu cầu là cắm USB vào. Đấy. Thì nó khác so với cái bản hack trước của bạn. Hack trước của bạn là nó chỉ cần đợi nó tự nó kích hack thôi, không cần phải một cái thiết bị nào khác là cắm vào. Chưa, nhưng mà cái này thì khác, 9.0 thì nó yêu cầu phải có USB. Đây. Cắm USB vào nhá. Ở cái bước này thì mình sẽ cắm USB vào. Đấy. Cắm sâu vào nhá. Đèn nó phải nháy nháy thì nó mới nhận. Đấy, và phải đợi nó hiện cái pop-up này lên này. Đấy, thì như thế là nó mới nhận USB nhá. Sau đó mình mới tiếp tục, chứ không phải được cắm USB vào phát là bấm OK luôn là sẽ thất bại đấy. Đấy, cắm vào kiểm tra xem đèn nó có nháy nháy không. Đấy, đèn nháy nháy thì nó mới đọc. Sau đó đợi một vài giây ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái pop-up trắng trắng như vừa nãy. Thì sau đó mình sẽ bấm OK nhá. Đó thì nó báo tiếp là joy break done và please rút USB ra. Được chưa? Bây giờ mình sẽ rút cái USB ra thôi. Đấy. Mỗi lần hack thì phải cần USB này, cho nên đừng làm mất nó nhá. Nó coi như là một cái chìa khóa để mở khóa đấy. Rồi bây giờ lại bấm OK lần nữa. Đấy, khi nào mà nó ra cái màu vàng vàng này nó là thành công nhá. Golden hand đấy thì nó là thành công. Đấy, game nó mở hết khóa rồi. Được chưa? Đấy, thì tất cả cái lead game này ấy, rất là nhiều, mình không thể ngồi test từng game luôn được. Trong video này mình chỉ test một game thôi nhá. Rồi, test cái này đi. Con máy này thì là modem 22 nhá. Đấy. Slim thì nó sẽ có modem 20 này, xong rồi modem 21 này. Và cuối cùng là modem 22. Modem 22 là cái modem cuối cùng của Slim. Tương tự như vậy, Pro thì nó cũng có 70, 71 và 72. Đó. Thì cái 22 tức là cái đời cuối rồi. Bản cuối cùng. Thì bao giờ nó cũng mọi cái bug biết cái thứ nó sẽ fix ở cái bản cuối cùng. Lưu ý với bạn một lần nữa là không kết nối mạng nhé. Máy hack thì đừng kết nối mạng, không lại up lên phát nữa lại toang. Thì cái máy này trước, cái máy xanh này trước thì bạn cũng mua ở bên mình thôi. Đấy, mua bên mình có tem bên mình đây. Đó. Thì cái máy xanh này bây giờ chỉ mua game bản quyền chơi thôi.
Thì bạn nào có nhu cầu mua con máy xanh này thì cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ để rẻ cho. Đấy, máy không hack được thì nó sẽ mất giá. Giá nó sẽ trở về cái giá của máy không hack. Mua game bản quyền. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video giúp mình nhá. Đấy, có thông tin về Zalo này, page này cũng như là cái kênh TikTok của mình ấy. Rồi không vượt rồi. Xuống đây. Lấy đạn, lắp đạn. Xuống cái gì ta? À đây còn dây. Tập bắn á. Bán mãi nào. Ôi dây gì đây?
Đây là chưa hiểu cách chơi. Động viên cuối thôi hết đạn rồi, thật là không biết chơi game này như nào đâu. Hết đạn rồi, không lấy được nữa. Ôi. Thôi, về mà tự tìm hiểu đi. Test thế này. Nói chung là máy chạy êm nhá. Đời 22 này thì bao giờ nó chạy nó cũng êm rồi, quạt gió nó kêu êm. Không có chuyện rú lên như các cái đời trước đâu. Rồi, chắc là mình sẽ dừng việc video ở đây nhá. Game thì bác về bác trải nghiệm rất nhiều game. Đấy, 2T. Rất nhiều game luôn, tha hồ mà chơi nhá. Đó. Rồi, ok, tắt máy. Lưu ý cái phần mình chú ý đấy nhá. Một là đừng có kết nối mạng, hai là đừng làm mất cái USB này. Đấy, mình tắt máy và ship cho bạn ở Hải Dương. Ok, bạn nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video nhá. Video của mình tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.